hợp đồng này anh ha, để em gửi qua cho khách của mình. Nghe tí không thôi. À, dạ. Hôm nay tóc mới rồi, nên tóc này đẹp lắm. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay em mặc bộ đồ này cũng hợp với dáng em lắm. Dạ. Vậy thôi em xin phép ra ngoài làm việc anh ha. Chút xíu anh coi qua hợp đồng rồi anh gọi em vô em lấy. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với chương trình Sống Có Chất. Thực tế nếu như cả hai người đều có tình cảm với nhau, chúng ta sẽ không có nhiều điều để nói trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ đó là trong mối quan hệ như vậy, một trong hai người, thậm chí cả hai người đều đã có gia đình. Và đôi khi nhân viên cũng không muốn có một quan hệ ngoài luồng với sếp. Vậy thì phải làm sao để vẫn giữ được quan hệ chốn công sở mà cuộc sống cá nhân của mình không bị ảnh hưởng? Và để giúp quý vị khán giả chúng ta hiểu hơn về trường hợp này, những chia sẻ thực tế và những giải pháp hữu ích, chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ tâm lý Võ Thị Tường Vi. Chào chị. Chào Mạnh Tùng. Xin chào quý vị khán giả. Vừa rồi chúng ta đến với một trường hợp mà có lẽ không hiếm trong thời buổi bây giờ. Vậy chị nghĩ sao về trường hợp này? Bây giờ nếu mà để cho sếp không tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình, thì tôi nghĩ là cô gái phải giữ cái khung của mình trong cái khung là làm việc nơi công sở. Cái khung làm việc nơi công sở nghĩa là cô ấy phải ăn mặc, phải nói năng, phải tiếp xúc với mọi người theo một cách nào đặc biệt hơn ạ? Ví dụ như là một cái khung thì có thể là mình nghĩ đến cái việc là trang phục. Trang phục như thế nào để phù hợp với nơi công sở, cái trang phục mang tính chất gợi cảm thì mình sẽ tránh. Thấy không ạ? Mình sẽ mặc những cái bộ trang phục nó mang tính chất là vừa lịch sự, vừa kín đáo. Hoặc là cái không gian giao tiếp thì mình hạn chế những cái không gian giao tiếp nó mang tính chất thầm thì to nhỏ riêng tư, hoặc là nó gợi đến cái cảm xúc về mặt giới tính, hoặc là nội dung trao đổi thì mình sẽ trao đổi với nhau rất lịch sự, rất lễ phép nhưng mà dựa trên cái nội dung công việc. Nhưng mà sếp ấy thì vẫn là sếp, đôi khi mình có thái độ hay là có một cử chỉ nó không đúng cũng ngại lắm. Bây giờ làm sao ạ? Mình chưa rõ cái chữ cử chỉ và thái độ không đúng của Mạnh Tùng. Ví dụ như là sếp mà lại ngồi gần bảo là đấy, anh chỉ cho em cái cách làm thế này, mà mình lại bảo ôi anh đừng làm thế, ngại lắm chẳng hạn như vậy. Đó, hay là sếp lại bảo là thôi bây giờ em mới vào đúng không? Anh tặng em một cái bút làm kỷ niệm, cái bút đấy đắt lắm, chắc phải tới mấy triệu ấy. Mà bây giờ thôi em không lấy đâu, em ngại lắm, lúc đó xem chừng hơi căng à. Cũng căng chứ. Nhưng mà trong trường hợp này Mạnh Tùng có muốn là cô gái trả lại cái bút không? Thực ra Mạnh Tùng thấy là cái việc trả lại cái bút đôi khi không phải là một quyết định thực sự sáng suốt, bởi vì nó còn ảnh hưởng rất lâu dài về mối quan hệ sau này nữa. Theo chị chúng ta nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa? Mình hình dung là một cây bút thì đôi khi là mình cũng có thể giữ trong những cái buổi mà nó mang tính chất là đàm phán hoặc là mang tính chất là giao tiếp với những đối tác quan trọng, thì đôi khi mình xài cái cây bút đó cũng coi như là cái hình ảnh của sếp. Thì như vậy là mình phải nói rõ với sếp là sếp tặng mình cái cây bút đó, nó sử dụng cho công việc, nó nhằm mục đích tôn vinh hình ảnh. Đại thể là mình phải cảm nhận được là cái chuyện đó là sếp sử dụng nó do mục đích nào. Vừa rồi là một trường hợp xem ra còn tế nhị, tức là vẫn còn nhẹ nhàng, sếp thích nhân viên nhưng mà hẹn nhân chưa thôi. Nhưng còn có rất nhiều trường hợp mà sếp tấn công dồn dập, thì cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Mình á, thì mình đã có gia đình rồi, khi mà vô công ty làm việc á, biết sếp thích mình á, nói chung là ngại lắm. Rồi sếp cứ tấn công liên tục mà mình cũng cố gắng mình làm nhiều cách để cho sếp hiểu là mình đã có gia đình và không có ý gì với sếp hết. Rồi mấy cái vụ mà nhắn tin hay điện thoại là nói chung là đỡ đó. Mà chứ mỗi khi mà vô công ty làm việc, ví dụ như là thứ hai đầu tuần, thứ hai nào cũng vậy hết á, luôn luôn là trên bàn làm việc có sẵn bình hoa, đồng nghiệp này nọ nhìn vào thấy cũng ngại. Rồi hay nhận được những món quà tặng của sếp như là nhẫn nè, bông tai nè, dây chuyền nè, những cái món quà đắt tiền. Bây giờ không biết trả lại làm sao nữa, trả làm sao, nói làm sao,
mà cho sếp hiểu mình, mà sếp đừng có buồn, đừng có trách mình. Khó xử. Xem ra câu chuyện phức tạp hơn rồi, si mê quá mất rồi. Không hiểu là trong những tình huống như vậy, chị đã từng tư vấn qua một ai đó gặp khó khăn không? À, cái chuyện nếu mà si mê thì khó gỡ. Khi 10 người sếp đã thương một người nhân viên, thì cho dù mình đáp lại hay là mình không đáp lại, thì mình vẫn thể hiện cho anh ấy là mình quý trọng họ, mình biết ơn về cái chuyện đó. Tuy nhiên là mình không đáp lại. Vậy thì để thể hiện cái sự quý trọng và cái sự biết ơn, mình có thể nói những cái câu cảm kích, ví dụ như là em biết ơn về cái chuyện này, hoặc là em rất là cảm động về cái chuyện này. Nhưng tức là luôn luôn trong cái cách hành xử của mình, nó luôn luôn một mặt là mình giữ sự lễ độ, mình giữ cái khoảng cách, mình giữ cái sự lễ phép trong cái giao tiếp xã giao. Nhưng một mặt khác là mình luôn luôn cho người ta thấy rằng là mình cũng tôn trọng chính bản thân mình, chứ không chỉ tôn trọng họ. Và như vậy thì từ từ, có lẽ là một lần họ cũng không hết cái hành động si mê đâu, nhưng từ từ họ hiểu rằng là mình là người đáng quý. Và khi họ hiểu mình là người đáng quý thì đến một lúc nào đó họ sẽ tôn trọng cái tình đồng nghiệp của hai người và họ dừng lại trước cái ranh giới của nó. Thường khi mà sếp mà thích nhân viên, chúng ta thấy có một cái trường hợp phổ biến, tức là tặng quà rất nhiều. Vậy đối với những món quà chúng ta nên cư xử ra sao? Trước chúng ta đề cập tới là cái bút thì có thể dùng theo một phương pháp khác. Vậy như là cái áo này, hay là thậm chí là có những nhân viên còn được sếp tặng cho hẳn cả một cái bộ sofa nội thất, mà thậm chí là cả một chiếc xe ô tô chẳng hạn, không phải là hiếm. Vậy thì làm sao bây giờ? Trong trường hợp đó thì nếu là bạn không nhận thì đương nhiên bạn phải trả lại. Nhưng mà mình không thể để thời gian quá lâu. Tại vì trong thời gian quá lâu thì suy nghĩ của con người nó sẽ suy diễn. Ví dụ như sếp tặng vào tháng 12 mà mình đợi cho đến ngày sinh nhật của sếp, mà sinh nhật của sếp tháng 6 sang năm, thì mình mới tặng lại một cái chiếc như vậy. Thì như vậy thì cái trường hợp này, cái khoảng thời gian mình giữ món quà, đôi khi sếp nghĩ là mình đã chịu nhận, và đôi khi trong thời gian đó họ lại tấn công bạo hơn nữa. Cũng có những trường hợp có những cô gái họ rất cá tính, giao tiếp họ rất là thẳng thắn, thì họ có thể trả trực tiếp. Họ có thể dạy mời sếp đi ăn trưa hoặc là như thế này, và họ nói ngay là họ trả, họ không đồng ý. Và cái cách nói của họ cũng làm cho sếp tôn trọng họ. Ví dụ như em biết ơn anh về chuyện này, nhưng không anh, em xin anh là em không nhận được. Và em đã nhờ tài xế là lái chiếc ô tô đến trước công sở của mình. Hoặc là em gửi anh lại cái chìa khóa. Tức là họ trả trực tiếp. Nhưng mà bản thân của tôi vẫn nghiêng về cái cách khéo léo hơn. Tức là tôi vẫn muốn là mình trả một cách nào đó nó gián tiếp hơn một chút xíu. Ví dụ như trường hợp sếp đặt cái hộp nữ trang trên bàn của mình chẳng hạn, thì mình cũng có thể đặt lại cái hộp nữ trang trên bàn của sếp. Nhưng mà đặt lại như vậy thì đâu có gì để nói, phải không ạ? Mình sẽ kèm theo trong đó một cái lá thư hoặc là một cái giấy dễ thương nào đó mình viết tay. Và tôi rất là tán thành cái chuyện là chúng ta cũng phải nói cho sếp biết rằng là chúng ta rất vui vì là chúng ta thấy họ quan tâm đến mình. Chúng ta cảm động vì điều đó, và chúng ta khẳng định là món quà đó rất là xinh đẹp, rất là có giá trị, chúng ta rất thích điều đó. Tức là chúng ta nói lên họ rằng ví dụ như cái dây chuyền mà anh đã mua, tôi hình dung rằng là anh đã lựa chọn rất cẩn thận, tôi rất là thích thú khi được ngắm nhìn đó. Tức là mình không nhận nhưng mà mình vẫn cho người ta thấy rằng là cái món quà nó rất tuyệt vời, nó phản ánh được cái tình cảm của họ và nó rất đẹp đó. Tuy nhiên rằng là trong cái giới hạn của bản thân, tôi chỉ cho phép mình ngắm món quà đó thôi. Cái này nó ẩn ý một cái giao tiếp là gì? Tôi ngưỡng mộ sếp, tôi quý mến sếp, nhưng tôi ở cái lòng tôn kính, ở cái lòng là ngưỡng mộ, tôi chỉ dừng lại ở đó. Như vậy cái giới hạn của mình đối với món quà, đôi khi nó là giới hạn của mình đối với cái cơ thể của nhau, đối với lại cái cách hành xử của nhau. Cuối cùng là mình biết ơn sếp và mình quý trọng là đã có một cái người đồng nghiệp như vậy, và đồng thời là mình mong sếp hãy giữ lại, hãy tôn trọng cái giới hạn của chính ai của chính bản thân mình. Như vậy mình đâu có nói họ giới hạn đâu, mình chỉ nói là mình có giới hạn và mình giữ lại cái sự nhỏ bé của mình mà thôi. Cũng có những cái trường hợp là đôi khi sếp vẫn chưa hiểu ra chẳng hạn, thì có thể là cái cuối cái lá thư đó mình không chỉ cảm ơn sếp không, mà mình chúc sếp này cùng gia đình, và mình cũng rất là ngưỡng mộ chị nhà. Tức là trong cái giao tiếp giữa hai người, lâu lâu thì mình nhắc khéo với nhân vật thứ ba. Cái nhân vật thứ ba đó có thể là bạn trai của mình, có thể là chồng của mình, nhưng mà nhân vật thứ ba đó có thể là vợ của sếp, có thể là con gái của sếp, hoặc là bất cứ ai. Ở đây chúng ta nói đến cái từ gọi là nhân vật thứ ba, có nghĩa là mình gián tiếp nói cho sếp hiểu, định vị hiểu rằng là đâu là cái giới hạn mà mình cần giữ đó. Tuy nhiên tôi cho rằng là nói những cái điều này nó phải cũng thật là khéo. Ví dụ như là em không những khâm phục anh mà em còn rất là khâm phục chị nhà, công nhận anh với chị đẹp đôi đó. Mình hay nói những cái câu như vậy, và những cái câu tán thành và tán dương, tôi cho rằng là cũng sếp cũng không thể nào phật lòng mình vì những câu như vậy.
Xem ra là sếp được nhân viên khen chị nhà không chỉ vui đâu mà còn nhoi nhói trong lòng. Đặc biệt là đối với những người sếp, họ luôn luôn có một cái tôi rất là cao. Họ không muốn là bản thân mình ảnh hưởng về địa vị, cũng như là gia đình của mình cũng có ảnh hưởng chỉ vì là bản thân mình có một cái tình cảm riêng biệt nào đó. Và Mạnh Tùng nghĩ rằng đây là một giải pháp khá là hay, mà nếu như quý vị khán giả, bản thân mình hoặc là có ai đó đang gặp phải tình huống trớ trêu này cũng có thể áp dụng, biết đâu sẽ giải quyết được vấn đề mà đôi khi chúng ta đang rơi vào bế tắc. Ngày hôm nay thì chị Tường Vi đã mang lại cho Mạnh Tùng cũng như quý vị khán giả nhiều thông tin bổ ích thực tế. Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình hôm nay. Khi sếp có tình cảm với mình mà bản thân nhân viên đang muốn từ chối, đó là câu chuyện thực tế mà nhiều người đang mắc phải. Và hôm nay chúng ta đã có một vài giải pháp từ chị Tường Vi. Hy vọng quý vị khán giả chúng ta sẽ có thêm được những thông tin bổ ích cho cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái.